Panda. I got broads in the land. Just to go be in the fan. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Vũ Đài Gaming. Hôm nay mình sẽ cùng với anh em ép thử vũ khí rồng cấp 2. Và để xem để ép được vũ khí rồng cấp 2 chúng ta sẽ cần nguyên liệu như thế nào, như là ép tỷ lệ ra làm sao nha anh em. Thì trước hết, để ép được vũ khí rồng cấp 2 thì chúng ta phải ép được búa. Búa vũ khí rồng. Thì để ép được búa này thì các bạn cần phải có Steel Heaven là mảnh của búa. Thì đối với cái mảnh này thì các bạn có thể đi farm các bot. Chỉ có đi săn bot thôi nha anh em, đi farm bot thôi nhá. Bot nhìn này, bot Medusa này, tất cả những cái vân bọt của trong game thì nó sẽ có tỷ lệ rơi ra là mảnh này, thì được một lần giết được một con thì sẽ có thể được một mảnh, và chúng ta cộng lại được 10 mảnh là sẽ được Steel Heaven cộng 10 này. Và chúng ta sẽ dùng Steel Heaven này ép ra búa, và từ búa chúng ta sẽ phối hợp với vũ khí rồng cộng 15 và mắc 16 witch thì chúng ta để tạo lên vũ khí rồng cấp 2. Bắt đầu thôi nhé. Trước tiên chúng ta sẽ vẫn là đến với Chago Binh, chọn Regulant Completion dòng đầu tiên, bỏ vào mảnh Steel Heaven 10 bullet nhé em, và yêu cầu là 10 bullet này, 10 sụt này, 1 chao này, 1 crest này, và 1 ngọc golden nhé em. Tỷ lệ bất kỳ server chính hay server tẹp hay là cái gì đều là 100% đối với mùa lên gần nhé. Ok, vậy là chúng ta đã có búa. Thì để từ búa ta sẽ ép luôn lên vũ khí rồng, hy vọng là mắc ổn. Còn burger của mình cũng đang cần một cái vũ khí cấp 2 để búp. Tiếp tục vẫn là vào trao gô binh và chọn trong đầu tiên, chúng ta sẽ để búa vào, cần một vũ khí rồng cộng 15. Một vũ khí rồng cộng 15. Nó đã sáng lên rồi ạ. À? Anh em thấy không? Bây giờ là 30B, 30 bullet. 30 sụt. 30 like. Và một cháu nha anh em. Hy vọng là mắc ổn. Đây là chính là vũ khí rồng. Ô, mắc ổn luôn. Vậy thì mình không cần ép cái thứ hai này nha anh em. Mắc ổn. Chúng ta sẽ cộng luôn vũ khí rồng này lên 15. 1 2 3 sụp đi cho đỡ tốn. 4 5 5 6 7 8 9. Từ cộng 10 là sẽ mất đồ nha nhé. Từ cộng 10 mà anh em ép là nếu như mà tách là mất đồ. Mình sẽ mua đây. Mình sẽ mua búa lúc này. Mình sẽ mua búa lúc và búa chống mất nha nhé. Búa này là búa khi mà mình ép tạch á thì nó sẽ là không mất đồ của mình đi, nó chỉ là mất cộng thôi, mất cấp thôi. Để xem chúng ta sẽ có ép lên được 15 nhanh chóng hay không. Hy vọng là sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Người ta thường nói là hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng lớn đấy nha mà. Ok, mình lại vào trao cô binh, chọn nhóm cuối cùng. Ok, họ yêu cầu là sẽ kiểm tra kỹ được cái ép này nhé. Bỏ vào búa chống mắt và búa lúc. Ok, cộng 11, cộng 10 rồi nha mày. Chúng ta sẽ cua nhanh thôi. 95% nha nhé. Cộng 11 còn 12 rồi. Còn 13.
con tập một con này nhé. 14 con này là 8% cho con 15 luôn nhé. Con 15 đây này nhé. Bây giờ mình sẽ đập cho nó mắc một quýt. Xem đẹp như nào nhé. Để mình thử bỏ cái vũ khí này đi, bỏ qua mình quên nói vũ khí rồng sẽ có skill book nha nhé. Đây chỉ là xem skill book vũ khí rồng, mình sẽ để nó vào ô số 1 đi. Đây bây giờ skill book của nó nhé, nó sẽ tăng 30 nha nhé. Đã thử đi test em nó xem nó mạnh như nào. Level của mình hiện tại đang là thấp và đồ của mình cũng rất là cool, nên mình sẽ khởi đầu với Fera đi. Chúng ta sẽ đến với Fera. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test đam của vũ khí rồng cấp 2 nha nhé. Ngoài việc test ra thì không biết em đó có thể mạnh bao nhiêu không. Khá là mạnh nha em ạ. Khá là mạnh đấy. Quả đấy yếu quá, yếu quá so với quy định rồi. Ta bây giờ sẽ nạp dung gieo một. Đối với dung gieo một thì chắc chắn là rất yếu, khi mình có thể phản anh em để nó ở đây nè. Đối với server mình nó sẽ có thêm bùa bụng ATP, bùa này Light of Light sẽ nhận được 200% SP khi mình giết quái trong 30 phút. Đây mình sẽ dùng cái nó, mình sẽ dùng cái đó lên trên. Đây, 30 phút để tăng 200% lần này khi nhận được. Đồ mình khá là cùi nha anh em, chỉ có là win 4 thôi. Tham tổ đấy nha bạn. Tham cực kỳ tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, mình sẽ nói đôi điều với... Ok, bây giờ mình sẽ nói đôi điều với vũ khí... Ok, bây giờ mình sẽ nói đôi điều về vũ khí A2 này. Thì đối với vũ khí A2 này chúng ta nên sử dụng kèm theo một vũ khí là... Blue này, vũ khí sau lưng này. Vũ khí A2 sẽ là vũ khí phù. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì nó có skill book. Nó có skill book. Nó sẽ tăng được một lượng đam đáng kể cho anh em khi mà... Anh em đi giết người hoặc là đi săn quái. Ngoài ra... Đối với một cái Merger là một con pet có thể cầm được hai cái vũ khí thì việc ưu tiên dùng cho vũ khí thứ hai anh em có thể, nó chỉ không chỉ đan nhưng mà chỉ ộp thôi nhé, nên anh em có thể dùng vũ khí đông để lấy bút của vũ khí đông cấp 2 hoặc có thể dùng một vũ khí sau lưng cùi hơn nhưng mà phải có ộp speed các kiểu, nó sẽ khá là tốn kém. Nó đến đây thì mình cũng chỉ hướng dẫn anh em cũng như là cách săn được Stealth Heaven tạo ra búa như nào và thực hiện lên vũ khí đông cấp 2 làm sao, thì để anh em có kinh nghiệm và một chút thông tin về cái này, hy vọng video sẽ hữu ích cho anh em. À, anh em thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé, và đừng quên để lại bình luận để mình hiểu được anh em có mong muốn gì ở các video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Tạm biệt.